Xin chào các em, chị đã quay lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một loài vật hết sức đặc biệt. Nó được liệt kê trong sách đỏ và chỉ còn khoảng 20.000 con trên trái đất. Chúng còn được mệnh danh là những người khổng lồ của Bắc Cực đó các em ạ. Không ai khác chính là chú hải mã mập mạp trên tay chị đây. Chúng ta cùng nhau vẽ chú ta nào. Đầu tiên chị vẽ hai hình cong nối tiếp nhau giống hình một số 3 nằm ngang. Rồi chị vẽ một đường cong nối hai đầu lại với nhau làm đầu của hải mã. Ở giữa hai đường cong, chị vẽ một hình tam giác nhỏ làm mũi của hải mã. Thêm hai hình tròn nhỏ màu đen ở hai bên làm đôi mắt. Ở hai bên mép, chị vẽ những chiếc ria nhỏ. Và chị vẽ mỗi bên má 3 dấu chấm. Bây giờ chị vẽ hai chiếc ngà đặc trưng của hải mã nhé. Hai đường thẳng từ miệng xuống. Và chị dùng hai đường chéo nối chúng vào phía miệng. Giữa ngà và ria của hải mã chị vẽ một đường cong xuống làm thân. Và chị vẽ một chiếc vây như thế này. Nhìn cũng khá giống vây cá mập các em nhỉ. Thêm hai đường chéo nhỏ phía trong vây. Rồi chị vẽ thêm một chiếc vây tương tự. Chị tiếp tục nối tiếp đường thẳng ở phần thân và kéo dài ra phía sau. Một đường hơi cong từ phần má bên này xuống. Chị vẽ thêm một đường chéo nối tiếp về phía sau. Bây giờ chị sẽ vẽ đuôi của hải mã nhé. Thêm những đường chéo nhỏ ở trong đuôi. Vậy là chị đã xong những nét vẽ cơ bản rồi, chúng ta cùng nhau tô màu nào. Ta-da! Một chú hải mã màu nâu mũm mĩm đáng yêu quá. Và các em có biết không, tại một thời điểm cặp hải mã chỉ có một em bé. Ngoài ra, con cái chỉ có thể sinh một lần trong 4 năm. Hiện nay, loài hải mã đang gặp nguy hiểm từ sự săn bắn của con người nên chúng rất quý hiếm và được liệt kê trong sách đỏ. Vì thế, chúng ta hãy học cách yêu thương và bảo vệ động vật xung quanh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau.